Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh ICO Review của mình. Tiếp theo một cái video khác giới thiệu cái dự án Mixin này thì mình sẽ giới thiệu các bạn về chương trình bao tiêu của dự án này. Thì trước tiên điểm sơ qua về dự án này thì mình sẽ giới thiệu về cái dự án này một chút. Đó là dự án Mixin, đó là một dự án mà đã có trên CoinMarketCap, hiện đang ở rank 104 và có giá 124 đô. Thì và cái số lượng market cap đây, volume khoảng 13.000 đô, vòng xoay là 443.000. Tổng cộng supply là 1 triệu SIN. Và hiện tại là có 3 cái sàn mà các bạn có thể giao dịch mua bán trên đây. Đó là trên hai sàn, Big One và Fcoin. Đó. Đó thì đó là phần giới thiệu sơ qua về cái dự án này. Thì tiếp tục đây là hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái bounty của dự án này, đó là Mixin Network. Thì bounty hiện đang có trên trang Bitcoin Talk, một cái trang về rất là nổi tiếng. Đó thì các bạn có thể vào cái đường link ở đây, thì chút nữa mình sẽ để cái link ở phần phía dưới cái phần nội dung của mình và mọi người có thể tham gia, đăng ký để tham gia. Thì cái Mixin Network Bounty thì sẽ có độ dài khoảng 8 tuần và tổng cộng token cho Bounty là 1.000 SIN. 1.000 SIN thì giá hiện nay đang khoảng 124 đô. 124 đô thì khoảng 124.000. 124.000 thì cũng khá là nhỏ thôi. Nhưng mà đó thì các bạn có thể có một cái top 100 hiện. Đó thì bounty location thì các bạn có thể thấy Twitter chiếm 20, Telegram chiếm 20, Reddit 20, Medium 5%, Block and Media 20%, trong đó có 15% đặt trước. Thì đó, đây là một số cái nội quy. Thì đó, tuần đầu tiên của bounty sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 và mỗi tuần sẽ kết thúc vào mỗi thứ 6. Đó. Thì hôm nay là ngày mai, như vậy là 19 sẽ kết thúc đấy, và giải thưởng sẽ được trao cho cái form stack thì mỗi người sẽ phải tham gia. Đó thì các bạn có thể bây giờ có thể tạo ví bằng cách sử dụng cái Mixin Messenger Wallet to... đây là cái phần hướng dẫn ha. Hướng dẫn thì các bạn có thể đọc sơ qua, các bạn đào một cái, phải đào trước tiên là phải download được cái ví Mixin Messenger ở đây đấy, thì có thể trên Google Play, Android hay App Store trên iOS đó, thì các bạn có thể đào ở trên đấy. Rồi tiếp theo thì các bạn phải làm chứng minh, phải làm một cái proof of authentication đây, phải một số cái thông tin và một số cái chiến dịch mà mình đã tham dự đó. Rồi và những cái phần chính tiếp theo đó là về Twitter campaign, thì trước tiên là phải follow cái account của trang Mixin Network này và ít nhất là phải 200 follow, phải có 90% deal flow thông qua cái việc Twitter audit đây. Những cái sẽ bị ban nếu mà treat tất cả trong vòng một ngày, đó là không được. Và đó, và phải post, và phải post trước khi mà kết thúc tuần, là kết thúc tuần thứ 6. Đó thì các bạn có thể báo theo cái form ở dưới đây. Giải thưởng đúng không? Thì sẽ tương ứng với lượng follow càng cao thì sẽ càng có lượng stack càng lớn. Trên 1.000 follow là nhiều nhất với 4 stack. Và option 2. Option 1 đơn giản lắm, các bạn chỉ cần retweet 5 cái là được. Option 2 thì phải 5 retweet và 2 cái custom tweet. Và phải có cái hashtag này, Mixin Network Scene. Đó là bắt buộc. Và có ngoài ra các bạn có thể bonus với cái tweet được cái chất lượng cao với thêm 3 stack nữa. Và comment với thêm cái Twitter account khác, hoặc là thì có một stack và chất lượng cao với cái influencer, như là các bạn có thể như là Yampalina hay là super đó, Superman đó, thì đó các bạn có thể comment đó, và các bạn phải comment xem cái chữ Mixin Network này đó. Và cái nào thì đây là một cái form cơ bản thì các bạn sẽ phải report ở đây đó, một số cái form ha, trước khi cuối tuần, trước khi thứ 6. Và đây là cái spreadsheet của Twitter. Đấy, Twitter thì ta có tuần 3, tuần 1 hiện nay đang ở tuần 3 rồi. Đó. Chương trình Telegram thì có pack A và pack B, thì phải ở trong nhóm cho đến khi kết thúc và không có spam. Thêm cái Mixin Network tới do anh em. Đó. Đó thật là phải có một số trong đó đây. Nếu mà tham gia đơn giản thì chỉ được một stack, và thêm chữ Mixin Network thì sẽ được hai stack.
top 20 người tham gia cho mỗi tuần sẽ được 2 stack 20 người active nhất, và nếu mà admin thì sẽ được 3 stack. Và đây là apply thì các bạn phải tham gia nhóm Telegram và báo cáo trong cái Google Form đây, split ở đây. PUBG thì đó là một bot trên một ngày trên cái mỗi channel, và các bạn bot này phải có trong một cái nhóm Telegram group phải ít nhất là 100 mem. Đó thì các bạn sẽ bot những cái thông tin về cái dự án này. Giải thưởng thì càng mem nhiều thì các bạn sẽ càng có stack lớn. Đó, đó là tốt. Và how to apply đây, các bạn sẽ tham gia cái nhóm Telegram group và fill form đây. Chiến dịch tiếp theo chính dịch Reddit thì phải subreddit ít nhất 30 ngày tuổi và có ít nhất 10 post hoặc là 20 comment karma. Đó, 3 Reddit post và 3 comment. Đó là phải bao gồm cái tên website Missing.one. Đó, và tương thích với cryptocurrency. Đây là cái thông báo, cái báo cáo, và các bạn cũng phải báo cáo cuối tuần thông qua cái form đây. Đó, cái lượng stack sẽ tương ứng như này. Chiến dịch Medium thì follow sẽ được một stack. Đó, rất là đơn giản, thì các bạn có thể thấy Medium rất là đơn giản nên cái số lượng người tham gia rất là đông. Đây là Medium. Đó, thì đến hàng ngàn người rồi. Đó, chưa. Nhưng mà dự trù là sẽ rất là cạnh, rất là nhiều. Tiếp chiến dịch Blog and Media Campaign thì phải YouTube. Đó là một cái review về Missing Network. Blog article, post một positive. Đề nghị cái post thêm trên Medium là Stimit và chỉ sử dụng tiếng Anh. Đó, đó là sử dụng tiếng Anh nhé. Và người tham gia phải subscribe on YouTube channel ít nhất 3 tháng tuổi. Content phải YouTube account. YouTube account thì phải có ít nhất 50 subscribe, ít nhất 2 phút. Đó, nội dung. Chất lượng thấp thì sẽ không được công nhận. Đó. Đó, thì các bạn có thể link to your content creation ở đây. Giải thưởng thì nếu mà bị từ chối là không stack, và tiêu chuẩn 1 stack, và khá ok thì 3 stack, và đặc biệt thì 6 stack. Đó, các bạn có thể apply ở đây. Đó. Đó. Như vậy là cái phần giới thiệu về cái dự án Missing của mình trên đây là kết thúc. Về cái bounty của dự án này là kết thúc. Thì xin chào mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.